Xuân Thành, huyện thống xin chào cả nhà mình đã đến với kênh của anh Út Dùng Quê ha. Thì hôm nay Xuân Thành và Nguyễn Thống sẽ gửi cả nhà mình một sáng tác cũng rất nổi tiếng của soạn giả Trần Việt Liêm, đó là bài hát được mang tên Tâm Sự Một Người Sai. Rồi xin mời cả nhà mình cùng thưởng thức. Sai là chết choáng người ơi, sai là nhìn thấy đất trời ngã nghiêng, sai tiền sai dù với sai em, sai tình sai nghĩa ta thèm được sai. Bước thấp bước cao giữa dòng đời xôn xao hối hà, nhập chén men cay tôi thấy hồn mình ngã nghiêng nghiêng ngã biết về đâu khi tất cả đã xa rồi. Tôi bước đi mà chua xót ngẫm ngùi, trước mắt tôi đất trời đang trao đào, thế gian này như bao phủ một màn đêm, tôi sai tiền sai rồi về sai em, sai cả những dần thơ thâm thiết ngọt ngào, ai bắt tình giông phụ mặt ai, tôi là người sai khát khao tình bạn hữu. Ta sai mà đi còn hơn lúc tình nhìn ai cũng lầm, em đến rồi đi cuộc tình tan vỡ, tình hay mơ sao lòng tôi cứ mãi u sầu. Sai để quên đi giấc mộng buổi ban đầu, sai để quên lòng người đen bạ tham mưu bằng tất bến sang ngang, say để quên hết trò đời lừa lọc dối gian, xem nghĩa nhân nhẹ hơn tiền bạc, bà được say để lòng mình thanh thản, còn hơn tính làm gì khi nhìn thấy thế sự đổi thay. Chẳng chiều gọi trên đường ta đi chẳng có hay, cạn ly rượu này có kẻ say mè, hồn bay theo những giấc mơ hoang để quên những trong đời bao cháy ngàn, rủ vào thơ ra ngân nga một mình, có ai thâu được tâm tình người say tôi này. Tôi đã sai rồi, tôi thật sự đã sai. Trong cơn say, tôi nhìn thấy đất trời nghiêng ngả, thấy giọt nước mắt rơi, tôi thấy nụ cười giả trang. Giữa muôn mặt cuộc đời, ai đã lừa ai, dập ngã trong đời, tôi thành một kẻ trắng tay, đành mượn câu hát ngu vui, mượn men sầu để làm bạn. Rồi từng đêm áo nùng bên ly rượu càng, tôi muốn quên đi dĩ vãng u
cũng giúp tôi hiểu được tình thế nhân. Hai tay bưng chén rượu nồng, có ai thấu được nỗi lòng người say. Rồi, Tướng Thanh và Nguyễn Thống xin chào tạm biệt cả nhà ha.